Sau 45 tuổi nhớ kỹ điều này, về già sống rất khỏe, rất thọ. Kính chào quý cô bác và anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, sau 45 tuổi là thời kỳ các cơ quan của con người bước vào lão hóa mạnh, cơ thể cũng sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh tật hơn. Chính vì thế, vào giai đoạn này, cô bác và anh chị nên bắt đầu chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn. Đặc biệt, cô bác và anh chị hãy áp dụng nguyên tắc tam cần, tứ giới, ngũ bổ sung sau đây để duy trì sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn và kéo dài tuổi thọ. Tam cần, ba việc cần làm để có thể duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Thứ nhất, phơi nắng. Sau 45 tuổi, lượng canxi trong cơ thể của chúng ta sẽ giảm đi rất nhanh chóng, vì thế mà rất dễ dẫn đến tình trạng loãng xương, dạn hay gãy xương. Để phòng ngừa tình trạng loãng xương này, mỗi buổi sáng sớm, người trung niên và người cao tuổi nên chọn những nơi có ánh nắng mặt trời, thoáng mát, rộng rãi để vận động nhẹ nhàng, đi bộ và phơi nắng khoảng 15 đến 20 phút. Thường xuyên phơi nắng là một phương pháp hấp thụ nhiều vitamin D hơn cho cơ thể để vừa giúp cơ thể hấp thụ được nhiều canxi hơn, vừa giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể. Bên cạnh đó, việc vận động và tiếp xúc với ánh nắng dịu nhẹ và không khí thoáng đãng ngoài trời không chỉ khiến tâm trạng trở nên thư thái hơn mà còn tốt cho hệ hô hấp cũng như sức khỏe tổng thể. Thứ hai, chải đầu bằng tay. Theo thống kê thì những người sống thọ trên thế giới thường là những người có thói quen chải đầu bằng tay trước khi lên giường đi ngủ. Thực chất, việc chải đầu bằng tay có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe. Cụ thể, y học Trung Quốc đã chỉ ra rằng thói quen này sẽ giúp chúng ta kích thích các huyệt đạo, điều tiết kinh mạch toàn thân, đồng thời còn có tác dụng thúc đẩy cấp máu lên não, ngăn ngừa chứng mất ngủ, giúp tăng cường trí nhớ cũng như cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể con người. Để đạt hiệu quả tốt cho sức khỏe thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô bác và anh chị nên lặp lại động tác chải đầu bằng tay này trong vòng khoảng 10 phút. Khi chải đầu bằng tay, cô bác và anh chị sẽ cần dùng 10 đầu ngón tay đặt lên phần chân tóc ở đỉnh đầu, sau đó từ từ chải ra đằng sau gáy. Khi vừa chải đầu, cô bác và anh chị hãy nên nhớ kết hợp chậm rãi xoa bóp nhẹ lên da đầu để tăng hiệu quả của bài tập này đối với sức khỏe. Thứ ba, thường xuyên đi vệ sinh. Vì cuộc sống bận rộn hay dở dang công việc nên đôi lúc nhiều người trong chúng ta thường có thói quen nhịn đi vệ sinh. Tuy nhiên, việc này là hoàn toàn phản khoa học và không nên làm, đặc biệt là với những người cao tuổi. Bởi vì khi tuổi tác tăng cao, chức năng của bàng quang và thận cũng dần suy giảm. Việc nhịn đi vệ sinh như vậy có thể khiến thận dễ bị tổn thương. Vì vậy, mọi người nên thường xuyên đi vệ sinh để giúp cơ thể bài tiết các chất độc hại ra bên ngoài một cách bình thường, hiệu quả, cũng như giúp đảm bảo chức năng của thận, tránh làm tổn thương đến thận và bàng quang. Tứ giới, bốn việc không được phép làm. Thứ nhất, thức khuya. Giấc ngủ ngon giúp cho cơ thể nghỉ ngơi và hồi phục sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nên, có thể nói, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Chỉ khi ngủ đủ giấc mới giúp bảo vệ sức khỏe và giúp mọi người sống lâu trăm tuổi. Có nhiều người thức đêm, thức hôm để tăng ca làm việc. Có người thức khuya để xem điện thoại, giải trí. Tuy nhiên, thức đêm lại là thói quen cực kỳ gây hại cho sức khỏe, thậm chí còn được xem là liều thuốc độc rút ngắn tuổi thọ. Thức khuya, thức đêm có thể gây ra các bệnh mãn tính, thậm chí là nâng cao nguy cơ bị đột tử vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, cô bác và anh chị nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, sắp xếp công việc để đi ngủ đúng giờ và mỗi ngày nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai, hút thuốc. Theo các nghiên cứu về tác hại của thuốc lá thì những người hút thuốc lá thường xuyên có khả năng mắc ung thư phổi cao gấp 3 cho tới 15 lần, thậm chí là 30 lần so với người bình thường. Thời gian hút thuốc càng lâu thì tỷ lệ mắc ung thư phổi càng cao. Vì vậy, nếu muốn cơ thể khỏe mạnh và trường thọ, tốt nhất mọi người không nên sử dụng thuốc lá hoặc cai thuốc lá càng sớm càng tốt. Thứ ba, uống rượu.
Thường xuyên uống rượu là một thói quen chắc chắn sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể chịu tổn thương. Uống rượu không chỉ gây ra tình trạng xơ gan do rượu mà còn có thể dẫn đến ung thư gan. Ngoài ra, thói quen uống rượu còn gây ra các bệnh như viêm loét dạ dày hay khiến huyết áp tăng mạnh, làm tăng nguy cơ mắc chứng nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Vì vậy, mọi người cũng nên hạn chế uống nhiều bia rượu để tránh làm tổn thương sức khỏe và giữ cho tinh thần tỉnh táo. Thứ tư, ít vận động. Thường xuyên vận động cũng là một trong những bí quyết giúp sống lâu của những cụ ông, cụ bà trăm tuổi trên thế giới, vừa giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa, vừa giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên hiện nay, ngày càng có nhiều người lười vận động, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Ít vận động lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng béo phì, khiến tình trạng sức khỏe tổng thể cũng theo đó mà giảm sút. Béo phì cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh khác nhau như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, cao huyết áp. Thế nên, càng lớn tuổi, đặc biệt là sau 45 tuổi, mọi người càng nên tập thể dục thường xuyên và nên lựa chọn những phương pháp tập luyện phù hợp với thể trạng của bản thân. Tốt nhất, mỗi ngày, cô bác và anh chị nên dành ra ít nhất 40 phút rèn luyện thể thao để cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn. Tuổi thọ cũng nhờ đó mà kéo dài hơn. Ngũ bổ sung. 5 chất nên bổ sung vào cơ thể. Thứ nhất, chất xơ. Chất xơ là nhóm chất có tác dụng giúp cho đường tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời còn hỗ trợ quá trình bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, cũng như giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đối với người trưởng thành, để đáp ứng nhu cầu của cơ thể thì cần tiêu thụ từ 25 cho tới 30 gram chất xơ mỗi ngày. Có nghĩa là mỗi ngày, cô bác và anh chị nên ăn 3 loại rau, 2 loại trái cây và ăn gạo trộn với các loại trái cây thay vì chỉ ăn riêng cơm trắng. Những thực phẩm giàu chất xơ mà cô bác và anh chị cần bổ sung trong mỗi bữa ăn có thể kể đến bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, rau, rong biển và bột mì nguyên cám. Thứ hai, carotenoid. Sau 45 tuổi, cô bác và anh chị nên kiểm soát chế độ ăn uống mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đủ lượng carotenoid cho cơ thể. Carotenoid là chất quan trọng có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu, giúp bảo vệ mạch máu và tránh hình thành các mảng xơ vữa gây ra các bệnh nguy hiểm về tim mạch. Có rất nhiều loại trái cây chứa hàm lượng carotenoid phong phú mà cô bác và anh chị có thể đưa vào thực đơn, đặc biệt là các loại rau quả có màu vàng và đỏ như đu đủ, xoài, cà chua, cà rốt. Những thực phẩm chứa nhiều carotenoid sẽ góp phần giúp giảm nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm nồng độ cholesterol máu, cũng như làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời trên da. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia thì mỗi ngày, mỗi người chỉ nên tiêu thụ 6mg carotenoid, có nghĩa là tương đương với khoảng 500g rau quả có màu đỏ hoặc màu vàng cam. Thứ ba, allicin. Allicin là chất có tác dụng nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, từ đó giúp phòng chống các bệnh ung thư và làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Allicin cũng có tác dụng làm thư giãn các mạch máu và cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Do đó, nó cũng giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn và có khả năng ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch. Trên thực tế, allicin được sản sinh khi chúng ta đập dập tỏi tươi. Thế nên, thông thường các chuyên gia mới khuyên rằng khi ăn tỏi sống, chúng ta nên đập dập ra và để trong không khí khoảng từ 15 cho tới 30 phút rồi mới ăn để chất allicin và chất alinase trong tỏi có thời gian tiếp xúc với nhau tạo thành allicin cần thiết cho cơ thể. Thứ tư, omega 3. Chất béo omega 3 là một thành phần quan trọng của màng tế bào. Ngoài ra, chúng còn đảm nhiệm một số chức năng quan trọng khác như cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp, giảm mỡ gan và cải thiện trí nhớ ở người già. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đối với người từ 19 tuổi trở lên, lượng omega 3 cần nạp vào cơ thể mỗi ngày là 1,6 gram với nam giới và 1,1 gram với nữ giới. Các loại thực phẩm chứa nhiều omega 3 mà chúng ta nên ăn có thể kể đến như quả óc chó, hạt chia, cá hồi, dầu mè và dầu hạt lanh. Và thứ năm,
vitamin D. Khi cơ thể bị thiếu hụt vitamin D sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh tiểu đường loại 1, đau cơ và xương. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến ung thư vú, đại tràng, tuyến tiền liệt, buồng trứng, thực quản và hệ bạch huyết. Vitamin D cũng có thể thúc đẩy sự hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Sau 45 tuổi, chức năng của các cơ quan trong cơ thể sẽ ngày càng giảm sút. Vì vậy, để tăng cường sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, mọi người cần hình thành thói quen sinh hoạt và ăn uống điều độ và đặc biệt là chú ý bổ sung đủ vitamin D cho cơ thể. Các loại thực phẩm giúp bổ sung vitamin D mà chúng ta nên ăn gồm có sữa nguyên chất, nấm, ngũ cốc, cá hồi, cá thu và cá mòi. Doanh nhân 91 tuổi vẫn sống khỏe mạnh, minh mẫn nhờ 5 thói quen, dễ học theo nhưng nhiều người Việt làm ngược. Tại Ninh Ba, Trung Quốc, có một doanh nhân nổi tiếng tên là Maurice Chang, sinh năm 1931. Ông là người sáng lập, đồng thời là cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, xưởng đúc silicon đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Mặc dù đã 91 tuổi, nhưng ông Chang vẫn được mọi người ngưỡng mộ bởi sức khỏe dẻo dai với nhịp độ sống và làm việc nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Ông có giọng nói chậm rãi, ấm áp nhưng cũng vô cùng sắc bén. Ông từng nói, sức khỏe của tôi không phụ thuộc vào gen mà phần lớn do những thói quen tốt đã hình thành từ lâu. Vậy thì chính xác, những thói quen sống thọ, sống khỏe đó là gì? Thói quen thứ nhất, làm chậm tốc độ nói. Tốc độ nói là một trong những bí quyết trường thọ của ông Trang. Chính tốc độ chậm đã giúp ông sắp xếp được suy nghĩ trong khi nói, cũng như giúp rèn luyện tâm tính, ổn định cảm xúc một cách hiệu quả. Để tâm trí sáng suốt, bên cạnh việc tập nói chậm, ông cũng thường ngồi thiền định vào mỗi buổi sáng. Thói quen thứ hai, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Theo thông tin ghi nhận, thì ông Trang thường thức dậy từ 5:30 đến 6:00 mỗi sáng. Sau đó, ông sẽ đến công ty lúc 8:30 và về nhà lúc 18:30 phút. Ngoài dậy sớm, để duy trì chức năng của cơ thể, ông cũng rất ít khi đi ngủ muộn. Ông thường đi ngủ vào lúc 22:00 và chìm vào giấc ngủ lúc 23:00. Ông đã duy trì thói quen dậy sớm, ngủ sớm này từ nhiều thập kỷ cho đến tận bây giờ. Nhờ đó mà cơ thể của ông luôn rất khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tinh thần ông cũng luôn tỉnh táo, minh mẫn. Thói quen thứ ba, không làm thêm giờ, hạn chế tiệc tùng. Dù là chủ doanh nghiệp lớn, ông Trang chủ trương quán triệt nguyên tắc không ở lại công ty quá 50 giờ mỗi tuần, không tiệc tùng quá 2 lần một tháng. Thậm chí, mỗi lần ông tham gia tiệc tùng, tụ tập chỉ kéo dài trong vòng 1 tiếng rưỡi là kết thúc. Khi đi tiệc, ông để bữa tối diễn ra lúc 18 giờ, dùng món tráng miệng cuối cùng lúc 19:15, kết thúc bữa ăn lúc 19:30 để những người tham gia tiệc được nghỉ ngơi và về đến nhà lúc 20:30 phút. Điều này cũng là để ông có thể đảm bảo lịch sinh hoạt cá nhân, đi ngủ đúng giờ như thường lệ. Thói quen thứ tư, tập thể dục đều đặn, chế độ ăn uống thanh đạm. Một tuần có 7 ngày thì ít nhất ông Trang sẽ dành 6 ngày để tập thể dục. Ông đi bộ từ 40 đến 45 phút trên máy chạy. Ông cũng sắm một chiếc máy chạy ở văn phòng công ty. Vì thế, dù ở nhà hay ở công ty thì ông cũng có thể lên máy tập chạy để tập chạy thường xuyên. Bên cạnh việc rèn luyện điều độ, ông Trang còn là một người có chế độ ăn uống khoa học, thanh đạm. Trong chế độ ăn của mình, ông thường uống một cốc nước hoa quả ép vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Còn bữa trưa và bữa tối của ông thì đều duy trì một món cá, thịt và rau đơn giản với ít dầu và ít muối. Và thói quen thứ năm, đọc sách và nghe nhạc để giải tỏa những căng thẳng. Đọc sách kết hợp với nghe nhạc để nâng cao kiến thức và giải tỏa áp lực được xem là một bí quyết sống thọ độc đáo của gia tộc họ Trang mà chính ông Trang là người khởi xướng. Sáng sớm, ông thường đọc báo để nắm rõ tình hình tin tức, phân tích các vấn đề chính trị và kinh tế trong và ngoài nước, tập trung vào tâm trí, suy nghĩ chuyên sâu. Trong thời gian đó, ông sẽ nghe thêm các loại nhạc kiểu nghiêm túc và tôn giáo. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông nghe Mozart và Chopin,
kết hợp với việc đọc các tác phẩm văn học ngắn, đơn giản để giúp dây thần kinh và nhịp tim ổn định. Sự kết hợp giữa âm nhạc và đọc sách giống như một liều thuốc để giải độc tinh thần cho ông Trang sau cả một ngày căng thẳng và nhiều áp lực. Sau đó, ông sẽ đi ngủ, nghỉ ngơi, bồi đắp năng lượng mới để ngày hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng và thể chất hưng phấn, khỏe mạnh. Vậy là video hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã đem đến cho quý cô bác và anh chị khá nhiều kiến thức bổ ích về việc chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi lão hóa, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Hy vọng qua video này, cô bác và anh chị sẽ biết cách chăm chút cho sức khỏe của bản thân và gia đình được tốt hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác và anh chị ở những video lần sau.